Loạt soái ca màn ảnh Cbiz, đôi giàn nam thần trẻ ra chuồng gà. Đố ai đọ lại Lâm Thanh Hà? Phong độ, mạnh mẽ, cá tính, chỉ có thể là chị. Thời gian này, nhiều sao nam cổ trang của Hoa ngữ khiến khán giả kêu trời vì nhan sắc lẫn khí chất ý hẹn, chẳng ra dáng soái ca cổ đại. Những gương mặt mới này không chỉ kém xa dàn nam thần ngày ấy của màn ảnh, mà còn không thể xách dép cho rất nhiều sao nữ khác. Ví dụ như Lâm Thanh Hà bá khí tiêu sái, Mai Diễm Phương cực ngầu. Và họ chỉ là hai trong những sao nữ có tài hóa soái ca màn ảnh xuất sắc, đã được dàn sao trẻ ra chuồng gà. Cùng điểm qua nhé! Lý Viện. Dù không quá quen mặt với khán giả trẻ, nhưng trong làng điện ảnh, Lý Viện là cái tên đầy tiềm năng bởi cô từng nhận giải nữ phụ xuất sắc trong lễ trao giải Hoa Đình. Đóng phim nhiều đến thế, nhưng chỉ đến khi tham gia Trường An 12 canh giờ thì cô mới thật sự tỏa sáng. Bộ phim này có nhiều soái ca, nhưng chẳng ai cuốn hút và ngầu bằng Lý Viện. Khoảnh khắc nữ diễn viên xuất hiện với đầu đinh, ánh mắt toát lên vẻ bá khí, bất cần đời đã khiến hàng ngàn cô gái muốn bẻ thẳng thành cong. Trương Mẫn. Dàn mỹ nhân Hoa ngữ từng đảm nhận vai Triệu Mẫn của Ỷ Thiên Đồ Long Ký rất nhiều, nhưng chẳng phải ai cũng để lại ấn tượng mạnh với khán giả như Trương Mẫn, và tạo hình giả trai của cô xứng đáng được xếp vào hàng huyền thoại. Trương Mẫn giúp khán giả hiểu thế nào là vẻ đẹp, thập phần mỹ lệ nhưng lại mang theo ba phần anh khí hào sảng. Xuất sắc nhất phải kể đến khoảnh khắc cô ngồi trên lưng ngựa và ngoái đầu nhìn, cảnh này đã được khán giả được xếp vào top 4 cảnh phim kinh điển nhất làng điện ảnh Hồng Kông. Diệp Đồng. Năm xưa, khi Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ được ra mắt khán giả, nam chính Hứa Tiên đã trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều khán giả nữ. Thế nên, không ít người đã phải vỡ mộng khi biết người đảm nhận vai này là nữ diễn viên Diệp Đồng. Dù là phái nữ, nhưng cô lại nhập vai cực kỳ xuất sắc, có thể diễn ra nét thư sinh hiền lành nhưng cũng toát lên vẻ cương nghị của nam tử. Bảo sao người ta từng nói, sau Diệp Đồng chẳng còn ai xứng đáng làm Hứa Tiên. Mai Diễm Phương. Một mỹ nhân Hồng Kông khác cũng nổi tiếng với tài hóa nam nhân xuất sắc trên màn ảnh chính là Mai Diễm Phương. Cô không phải là người có dung mạo tuyệt sắc nhất, nhưng lại sở hữu khí chất đặc biệt có thể khiến hàng triệu nam giới lẫn nữ giới si mê không lối thoát. Ngay cả khi phải hóa thân thành Tế Tuyên Vương háo sắc và xấu tính, hay giả trai trong phim Gián Điệp Hiện Đại, Mai Diễm Phương đều cuốn hút đến mức khán giả chẳng thể rời mắt, cứ ngỡ cô là soái ca thật sự. Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà chính là sao nữ có những màn giả trai hoàn hảo nhất trên màn ảnh. Bà từng khiến khán giả nữ chao đảo khi hóa Đông Phương Bất Bại khí phách trong bộ phim cùng tên. Khi uống tửu thì toát lên vẻ tiêu sái phong lưu, dù phải rơi lệ cũng tràn ngập vẻ quật cường lãnh khốc. Hoa mỹ nam cổ trang đã xuất sắc, lúc Lâm Thanh Hà giả trai trong bộ phim Dân Quốc Đao Mã Đán, bà càng soái hơn. Ánh mắt lạnh lùng, dáng đi bá khí của bà cũng ăn đứt dàn bá đạo tổng tài bây giờ, ngầu nhưng chẳng hề dầu mỡ một chút nào. Bảo sao các đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng là khó tính vẫn thích mời Lâm Thanh Hà hoán đổi giới tính trong phim của mình.